dám tìm em hồn nhiên. Bát đánh đẳng cấp thật luôn anh em ạ. Loa Bookcell nó tiếng bát đánh kinh luôn. Đưa loa Bookcell AV3 bát 22 của Victor với mã là Zezo AV3 anh em nhá. Giá rẻ 3,5 triệu cho anh em. Bát đánh điên cuồng luôn. Nắp tre căng hai cái đẹp keng luôn. Loa này có chiều cao 48, bề ngang là 28, còn chiều sâu là 24-25. Zin tuyệt đối, loa 3 mắt. Thường loa Bookcell nó chỉ 2 mắt, nhưng đợt này cả nhập được mấy đôi loa 3 mắt. Đó. Mang giấy, gân cao su, lỗ thông hơi phía trước. Zin tuyệt đối cho anh em. Giải bát đánh thôi rồi luôn, đang ghép với âm ly, Pioneer. Chiều nay nghe cô lưu đến trong lòng. Con đò về phương ấy, sông quê người lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy, sông còn đây mà người thương nào thấy. Chiều nay trong cánh cò bay. Những dòng loa Bookcell này thì thường nó ghi công suất rất lớn, đôi loa này cũng như vậy, nó ghi tận 110 đến 220W, nhưng mà thực tế thì nó chỉ 450W là cùng anh em nhá. Đấy, 6 ohm, 110W, sản xuất tại Nhật Bản. Trùng series, trùng đôi, góc cạnh đẹp mê luôn, tuyến loa đẹp mê. Đó. Cái áng quay rất rõ và test rõ, anh em yên tâm luôn về cái độ chất đi. Tuyến loa đẹp anh em nha, zin chất vãi. Loa cao là 48. Loa anh em nghe trong không gian kín 30m² trở lại vô tư. 20-30m² hoặc ghép thêm vào bộ âm thanh anh em chơi cực kỳ đã. Giá tại cửa hàng 3,5 triệu, giá rẻ cho anh em. Còn đâu ngày ấy em thơ ngây mơ hồng. Cánh trời nhìn trong pháo đỏ diều nồng nàn đưa em bước theo trời. Chuyện đời rồi hợp tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên. Trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bên xưa, dòng sông lạnh. Không thấy loa nào bị lỗi anh em ạ. Ba giải âm đều chặt chặn, tiếng rõ, mượt mà. Xin chào hẹn gặp lại anh em. Anh em có nhu cầu đặt hàng, đặt cọc, tiền cửa hàng gửi đến tận nơi qua bưu điện cho anh em. Hàng test rõ, giá rõ, địa chỉ rõ, rõ ràng.